Hello anh em, hôm nay là chủ nhật, mình có apply với hội xe mô tô. Chúng anh em là dòng CB400 Super 4 nổi tiếng huyền thoại của Honda. Và phía bên kia là chiếc BMW GS1250. Đây là phiên bản dòng Adventure Touring. Mấy dòng xe này là thường hay đi đường trường. Đấy, chiếc xe này rất là đẹp ha, nhìn rất là hầm hố, sử dụng máy boxer nha anh em. Chiếc xe rất là nhiều công nghệ, rất là nhiều công năng luôn. Hôm nay tụi mình ra sớm cho nên hiện tại chỉ có một số dòng xe ở đây. CB400 Super 4, CB1001 RS. Đây là chiếc CB1001 nè anh em. Chiếc này thì nó cũng đã độ lên sơ sơ rồi, cũng khá nhiều đồ chơi. Còn chiếc Super 4 này là phiên bản kỷ niệm 25 năm, cũng có giá rất là đắt tiền nha anh em. Super 4 400 mà có giá là hơn cả Z1000. Đấy, dòng xe huyền thoại nhập tư nhân cho nên nó khá là đắt tiền. Rồi đây là con Quay RSX. Ghê không? Quay RSX cũng được tham gia luôn anh em. Đấy, chiếc BMW 1002. Còn đây là dòng CB650R. Đây là phiên bản mới thay thế cho dòng CB650F. Đấy, xe này cũng có một số đồ chơi. Vô Akabovic, chống đổ, đèn tuôn, ốp lốc máy. Đấy, nó cũng đơn giản. Xa xa kia là CB1001 RS. Đời này thì nó là đời 27-28 nè, phục vàng. Còn bên này là CB1000R mặt quỷ của đời trước. Đấy, nó là thế hệ trước của dòng CB1000 Neo Plus bây giờ nha anh em. Nó là đời trước, máy rất là êm, rất là bền luôn. Còn đây là anh cả trong dòng CB1003. Đấy, CB1003, phiên bản này là của đời 2019 á, xe màu đen. Đấy, còn đây là CB1000R Neo Plus. Nhưng mình thì mình vẫn thích cái kiểu của con CB mặt quỷ. Không biết anh em có thích cái kiểu của con CB mặt quỷ không? CB1000, phiên bản trước đó.